Nhịn ăn hiểu đơn giản là ngừng hoàn toàn ăn hoặc là giảm tải ăn uống để giúp cho cơ thể không phải tiêu hóa, cơ thể không phải dành năng lượng cho cái việc tiêu hóa. Và vì không phải dành năng lượng cho tiêu hóa cho nên là trong cái quá trình nhịn ăn thì cơ thể sẽ tập trung thải độc và bài tiết tích cực hơn, nó sẽ tự dọn dẹp chính nó nhiều hơn. Cần phải nói rõ ở đây là khi nhịn ăn không phải là các cái cơ quan trong cơ thể của các bạn không làm việc, mà thực ra là chúng làm việc rất là tích cực. Chỉ có điều là chúng làm việc tích cực không phải để tiêu hóa, chúng tích cực trong cái việc thực hiện các cái quá trình chuyển hóa và thực hiện các cái quá trình thải độc và bài tiết. Ngày nay, nhịn ăn nó là một cái phương pháp mà càng ngày có càng nhiều người lựa chọn để thực hiện khi mà họ muốn thúc đẩy cơ thể tăng cường cái quá trình thải độc và bài tiết tự nhiên. Và thực tế thì nhịn ăn nó có nhiều tác dụng rất là tích cực đối với cơ thể. Thông thường trong quá trình nhịn ăn thì cơ thể thải độc và bài tiết rất mạnh. Có nhiều người lo ngại về cái việc nhịn ăn này bởi vì là họ sợ rằng là khi mà nhịn ăn thì cơ thể không có năng lượng, rồi là chúng ta không có năng lượng để vận động, để làm việc. Rồi cái chuyện nhịn ăn có thể gây hại cho cơ thể, khiến cơ thể ốm yếu. Thực ra thì câu chuyện nó lại không phải như vậy. Và nhiều khi sự thật thì nó lại ngược lại. Có nghĩa là nhiều khi nhịn ăn thì nó lại giúp cho cơ thể khỏe khoắn hơn sau đó. Đương nhiên rồi, bởi vì cái quá trình thải độc và bài tiết diễn ra tích cực hơn và người ta sẽ khỏe khoắn hơn. Thông thường khi mà các bạn ăn thì cơ thể sẽ ưu tiên lấy năng lượng từ chính những cái thứ mà các bạn ăn vào. Thế còn khi các bạn nhịn ăn thì cơ thể sẽ sử dụng những cái nguồn năng lượng dự trữ để sử dụng. Những cái năng lượng dự trữ này nó chính là cái năng lượng dự trữ ở trong mỡ, trong các cái mô cơ. Thông thường, phần lớn nhiều người trong chúng ta, kể cả các bạn khỏe mạnh hay là kể cả các bạn đang có một cái vấn đề nào đó về sức khỏe hay chăng nữa, thì thực tế là cái nguồn năng lượng dự trữ ở trong cơ thể chúng ta nó có khá nhiều. Tất nhiên trừ những cái trường hợp mà các bạn đang đau ốm quá nặng, khi mà cơ thể các bạn đang quá yếu kém, các bạn gặp cái tình trạng hấp thụ kém, các bạn gặp cái tình trạng sụt cân nghiêm trọng và suy dinh dưỡng, thì đương nhiên cái chuyện nhịn ăn phải cân nhắc thật kỹ. Ví dụ như nhịn ăn ở cái mức độ nào hoặc là không nhịn. Còn thông thường như mình nói là phần lớn mọi người trong chúng ta đều hoàn toàn có đủ, thậm chí có thừa cái năng lượng dự trữ để sử dụng trong cái quá trình nhịn ăn. Kể cả là trong tình huống các bạn ung thư tiểu đường hay là đang có khối u hay là các bạn đang có triệu chứng sưng viêm ở bất kể chỗ nào đi chăng nữa, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn nhịn ăn một cách hợp lý, tùy vào thể trạng và hiểu biết của chính bạn về cái cơ chế thải độc tự nhiên của cơ thể. Về mặt thời gian thì có nhiều hình thức nhịn ăn, ví dụ như là nhịn ăn gián đoạn, có nghĩa là nhịn ăn trong ngày. Chẳng hạn ví dụ bạn đang ăn 3 bữa trong ngày, sáng, trưa, tối mà các bạn bỏ qua bữa sáng, thì đây cũng là một hình thức nhịn ăn gián đoạn. Có nhiều người thì đếm giờ, chẳng hạn ví dụ như họ nhịn ăn gián đoạn 8 tiếng hay là 16 tiếng trong ngày chẳng hạn. Thực tế thì mình thấy là những con số chỉ nên để tham khảo thôi. Chứ còn nhịn ăn như thế nào, đương nhiên là nó phụ thuộc vào chính thể trạng của các bạn và nó phụ thuộc vào ý chí của chính các bạn nữa. Ngoài hình thức nhịn ăn gián đoạn thì có cái hình thức nhịn ăn kéo dài theo ngày. Ví dụ như các bạn có thể nhịn 1 ngày, nhịn 24 giờ, hoặc là nhịn 2 ngày, nhịn 48 giờ. Hoặc thậm chí là có thể nhịn cả tuần hay là nhịn cả tháng, thậm chí kể cả nhịn vài tháng. Về cách thức thì bạn có thể nhịn ăn ở nhiều mức độ khác nhau. Nhịn ăn ở đây có nhiều mức độ không có nghĩa là nhịn ăn hoàn toàn, mà có thể là các bạn ăn giảm tải hơn so với cái chế độ ăn uống thông thường. Ví dụ như là nhịn ăn với trái cây, có nghĩa là trong cái giai đoạn nhịn ăn thì 100% những cái thứ các bạn ăn vào chỉ là trái cây mà thôi, bạn không ăn cái gì khác ngoài trái cây cả. Rồi có thể là nhịn ăn với nước, có nghĩa là trong cái giai đoạn các bạn nhịn ăn thì các bạn chỉ uống nước khi nào khác, các bạn không ăn cái gì khác cả. Rồi là hình thức nhịn ăn với nước ép trái cây, có nghĩa là trong khoảng thời gian các bạn nhịn ăn thì cái thực phẩm duy nhất các bạn ăn đó là nước ép từ các loại trái cây. Và có một cái hình thức nhịn ăn mà nó gọi là ở cái mức độ khá cao, gần như là cao nhất, và đối với nhiều người thì nó cũng khó thực hiện hơn, đó chính là hình thức nhịn khô. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian các bạn lựa chọn để nhịn khô thì các bạn không ăn một cái gì cả và cũng không uống bất kể một cái gì cả. Ngoài ra thì còn có thể có một số những cái hình thức nhịn ăn khác nữa, tức là tùy thuộc vào loại thực phẩm mà các bạn lựa chọn khi các bạn nhịn ăn. Nói chung là nhịn ăn như thế nào, nhịn ăn bao lâu thì các bạn hãy cân nhắc dựa vào chính thể trạng của các bạn. Và cái điều quan trọng nữa đương nhiên là cái chuyện nhịn ăn được bao lâu nó sẽ phụ thuộc vào chính ý chí và mong muốn cải thiện sức khỏe của các bạn nữa. Và đương nhiên khi mà các bạn lựa chọn nhịn ăn thì nó còn tùy thuộc vào cả cái sự hiểu biết của bạn về cái cơ chế thải độc tự nhiên của cơ thể nữa.